tử nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, pháp danh Tuệ Đức. Xin được kính mời Phật tử Phan Thị Bích Hằng vào giờ này qua lâm lên lễ đài niệm danh hiệu Phật 3 lần để chính thức cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cung thỉnh chư tôn đức đồng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý đại biểu, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử hiện diện có mặt ngày hôm nay. Theo đề nghị và yêu cầu của quý Phật tử đến với ban tổ chức, sau 2 tháng đã đề nghị ban tổ chức nếu có dịp, xin ban tổ chức hoan hỷ tiếp tục mời nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tiếp tục phát biểu tâm linh. Chính những lý do đó mà ban tổ chức đã tiếp tục mời nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã đến với đại lễ cầu siêu lần thứ 2 tại huyện đảo Phú Quốc. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đã được xem một bộ đĩa, hơn 12 đĩa VCD về công đức của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cũng như cô Nam Nghĩa đã đi tìm hài cốt liệt sĩ trên 10.000 hài cốt. Và chúng ta đã đọc được trên báo An Ninh Thế Giới đã đăng xuyên suốt rất là nhiều kỳ nói về nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Giới Phật giáo thừa nhận có thế giới tâm linh, mỗi con người chúng ta sau khi mất sẽ đi về 6 cảnh giới: thiên nhân, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trong 6 cảnh giới đó, vào ngày hôm nay qua việc có thể tìm được những hài cốt để minh chứng, để chúng ta thấy rằng có rất nhiều việc khoa học chưa minh chứng được, không có nghĩa là điều đó không xảy ra trong tôn giáo. Năm xưa Đức Phật nói rằng trong đất nước có 8 vạn 4.000 con vi trùng, không ai tin. Nhưng 20 thế kỷ sau, khi khoa học phát triển thì người ta đã minh chứng điều đó. Chính vì vậy, ban tổ chức xin được phép giới thiệu cùng toàn thể quý vị tại hội trường ngày hôm nay Phật tử nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, pháp danh Tuệ Đức, sẽ có một buổi nói chuyện phát biểu tâm linh ngày hôm nay. Đề nghị toàn thể hội trường chúng ta thể hiện sự quan linh đó, chúng ta cho một tràng pháo tay nhiệt liệt. Và chính thức chương trình xin được mời chị chính thức phát biểu. A Di Đà Phật. Con xin kính bạch các chư tôn đức, các vị đại lão hòa thượng, các vị chư tăng ni và tất cả các quý vị đại biểu cũng như các quý vị Phật tử và bà con nhân dân của huyện đảo Phú Quốc. Con là Phan Thị Bích Hằng, con đã quy y và có phát danh là Tuệ Đức. Lần này lần thứ 2 con được ra đảo Phú Quốc với một nhiệm vụ, tức là thiêng liêng cao cả và một sứ mạng rất là quan trọng, đó là ra đây để tìm lại các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì đất nước, vì nhân dân, vì nền hòa bình độc lập và giải phóng dân tộc. Hôm nay trong tâm trạng rất vui mừng, vui của các liệt sĩ ở Hóa Tân, buồn của những người ở trên dương trần, đầu tiên tất cả các vị chư tăng ni và các quý vị Phật tử, chúng ta hãy tĩnh tâm, bởi vì trong hội trường của chúng ta hôm nay không phải chỉ có những người hiện hữu đang ngồi đây, mà ở trên đầu chúng ta, ở xung quanh chúng ta và ở ngay trên này, con đã nhận thấy rất nhiều các chân linh của các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn đang ở xung quanh chúng ta. Họ đang hoan hỉ đến đây để dự đại lễ tri ân và cầu siêu cho tất cả các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn. Và trước khi vào buổi nói chuyện hôm nay, Tuệ Đức xin giới thiệu một vài hình ảnh của buổi lễ cầu vong vớt vong từ ngoài biển vào đã diễn ra vào buổi tối ngày hôm qua, mà các nhiếp ảnh gia và những Phật tử đến dự đã chụp được để có thêm những hình ảnh sống động và những minh chứng về thế giới tâm linh, về một thế giới mà chúng ta đang quan tâm nhưng chúng ta chưa được biết. Những hình ảnh hiện hữu này, đấy là thể hiện sự tồn tại của thế giới tâm linh, sự tồn tại của những linh hồn, sự tồn tại của những người đã chết. Và những hình ảnh này cũng minh chứng cho việc chúng ta làm đại lễ cầu siêu, làm lễ vớt vong có tác dụng như thế nào đối với các chân linh, đối với các vong linh và đối với những người đã khuất. Xin các quý vị đại biểu và bà con chúng ta chú ý lên màn hình ở phía bên trái. Sau khi xem những hình ảnh đó thì Tuệ Đức sẽ bắt đầu buổi nói chuyện về tâm linh của mình. Đây là những hình ảnh chúng ta có thể quan sát thấy bằng con mắt bình thường, và đây cũng là một sự tình cờ mà các nhiếp ảnh gia đã chụp ảnh được. Không phải chỉ có những nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, mà đây kể cả những máy ảnh rất thông thường của những người bình thường đến dự lễ đã. Và hình ảnh chúng ta đang nhìn thấy đây là hình ảnh trong lễ, khi các hòa thượng làm lễ bắt đầu từ biển lên thì tất cả những luồng ánh sáng và những hình ảnh này đã hiện lên, và khoảnh khắc linh thiêng đó thì các máy ghi hình đã chụp lại được. Đây là hình ảnh chúng ta có thể nói rằng đây là hình ảnh biến hóa của các vong linh. Các chân vong linh khi được thủy từ ngoài biển vào thì các chân vong linh đã vui mừng, và hình ảnh của họ tỏa lên những ánh hào quang như thế này. Và trong đêm đen mờ mịt của biển khơi thì các máy ảnh đã ghi lại được những hình ảnh như thế này. Và cũng giống như vòng xoay chuyển pháp luân của Đức Phật, có lẽ họ đã được sự luân hồi của Đức Phật, sự gia hộ của Đức Phật, và họ đã cùng nhau và nắm tay nhau để đi lên bàn cầu và đi vào đất liền. Và hôm nay họ đến với chúng ta ở tại đại lễ cầu siêu này. Đây là hình ảnh của tất cả mọi người nắm tay nhau, họ đã đi theo một hàng rất là trật tự để đi lên, lần lượt đi lên. Và có những hình ảnh chúng ta có thể nhìn thấy trong đó có những hình ảnh rất là bé nhỏ. Tất cả các chân linh của chúng ta cũng có một đạo lý kính trên nhiều dưới. Không phải chỉ có các liệt sĩ, có các anh hùng liệt sĩ, mà cả những phụ nữ, những em bé bị tử nạn ở ngoài biển khơi thì trong lễ cầu siêu hôm qua đã được Đức Phật hồi hướng và được đưa lên trên bờ. Và cũng rất không may có một vài những linh hồn, có thể do họ có đĩa, có thể do họ có chậm chân thì họ đã không chạy lên kịp. Và đây là sự xoay chuyển của các linh hồn khi họ được lên trên bờ, và họ đã xoay chuyển theo cái dòng xoay chuyển pháp luân của nhà Phật để họ đi lên trên. Trở lại hình ảnh này rồi. Đây ạ. Đây là hình ảnh này, đây là rất là nhiều. Chúng ta nhìn ở đây chúng ta có thể thấy là người cao, người thấp, người to, người nhỏ, người lớn, người bé, rất là nhiều cùng lên, và họ đều xếp theo một hàng rất có trật tự từ trên xuống dưới. Và ở đây không có sự chen lấn xô đẩy, ở đây là có sự nương vào nhau, tựa vào nhau, dì bắt nhau và nề nị nhau. Không phải chỉ có các anh hùng liệt sĩ, mà đây có rất nhiều chân linh của những người bị tử nạn. Cho nên tất cả quý vị chúng ta ở đây, nếu ai trong số chúng ta có người thân của chúng ta hôm nay bị tử nạn ngoài biển khơi, hãy dành một phút tĩnh tâm để cầu nguyện cho thân nhân của chúng ta. Khi họ đã lên được bờ rồi, nhưng hôm nay là cầu siêu cho họ để họ siêu thoát tiếp lên một tầng nữa. Đây là hình ảnh, đây là các chân linh trước khi họ siêu thoát thì họ trở lại với cái trạng thái của họ, đó là cái trạng thái khi toàn bộ cái thể xác hữu cơ của họ phân hủy, còn lại cái đó là di cốt. Cái di cốt của người ta giống như là bộ xương ấy, và các cái linh hồn tồn tại luôn luôn tăng trưởng xung quanh cái phần di cốt của mình. Và trong cái quá trình linh hồn chuyển hóa ấy thì cũng có những lúc người ta hiện hiện là hình ảnh nguyên vẹn của người ta lúc còn sống, có những lúc người ta thể hiện là hình ảnh của người ta lúc lâm nạn, và có những lúc người ta thể hiện hình ảnh là toàn bộ cái phần di cốt của người ta còn lại qua quá trình tiêu hủy của thời gian. Và hôm nay trong khi đi ra ngoài rừng để nói chuyện với các chiến sĩ thì tôi nghe thấy có chiến sĩ nói rằng chúng tôi bị chôn vùi ở đây, chưa tập trung, nhưng cũng còn may mắn lắm bởi vì có những anh em của chúng tôi còn bị nuôi cá thôi. Nuôi cá nghĩa là gì? Có nghĩa là nằm trong bụng cá. Đấy, và những cái linh hồn của những người tuy rằng thể xác của họ có thể bị cá rỉa, có thể bị cá ăn, cái thể xác của họ vĩnh viễn chìm rồi với đáy đại dương, nhưng cái linh hồn của họ thì vẫn còn tồn tại. Và cái linh hồn đó đã theo lời thỉnh cầu, theo lời cầu nguyện, và cái linh hồn đó đã nhận được cái sóng từ cái tâm của chúng ta phát ra để mà đi lên bờ. Nếu như chúng ta không nguyện trong tâm của mình cho những người thân yêu của chúng ta, và chúng ta không có sự hỗ trợ cho họ, những cái hình ảnh rối lúc nãy chúng ta nhìn những luồng cá rối và mau, đó là những linh hồn lúc đó người ta chưa nhận được đường đi, người ta cứ xoáy tròn và người ta chưa nhận được phương hướng. Và cái việc chúng ta làm lễ cầu siêu, chúng ta phát tâm, chúng ta cầu nguyện cho người thân của chúng ta chính là định hướng cho những linh hồn, định hướng cho người thân của chúng ta biết, giống như chúng ta đi ở ngã tư đường không biết rằng rẽ trái hay rẽ phải, đi trước hay lùi lại. Đấy, thì khi chúng ta làm lễ, chúng ta cầu siêu, chúng ta cầu nguyện cho họ thì họ có một định hướng để họ biết đường họ đi lên, và họ biết rằng ở ngoài kia là bạc ngàn kỳ khơi và linh hồn của họ chìm nổi theo từng làn sóng. Như vậy thì bây giờ đã có người dẫn dắt họ, đã có người bắt đầu đưa lối chỉ đường cho họ để họ biết đường vào bờ. Thế và những cái hình ảnh này cũng để minh chứng cho chúng ta thấy, tôi thấy rằng có những người nói rằng là cầu siêu, cái tâm của tôi thì tôi cứ phát tâm tôi làm, tôi chẳng biết làm có được hay không. Thế rồi cũng có những người nói rằng là không biết rằng linh hồn, nói rằng là linh hồn còn tồn tại, nhưng tồn tại theo cách gì và tồn tại như thế nào thì chúng tôi không thể biết được. Đấy, và cũng có những người khi nói đến cái chuyện đi tìm các liệt sĩ thì họ bảo rằng là các liệt sĩ đã hy sinh ở ngoài rừng xanh núi đỏ, bây giờ biết thế nào mà tìm. Và cũng có những người nói những cái câu tôi cảm thấy nếu nói là vô trách nhiệm thì cũng chưa hoàn toàn là chính xác, nhưng cũng dành như vậy. Nói rằng các liệt sĩ đã hy sinh vì dân, vì nước, công dân áo đảng rồi, họ sẽ tự luân hồi, họ sẽ tự chuyển tiếp và họ sẽ tự đổi những kiếp khác và không cần phải làm gì cho họ cả. Thế nên khi tiếp xúc với thế giới của cõi âm, khi nhận thức rằng cái thế giới đấy có và thế giới đó còn tồn tại, và cái thế giới vô hình đấy không phải là hoàn toàn vô hình, họ chỉ vô hình trong cái không gian như này mà chúng ta không nhìn thấy thôi, nhưng cũng có những thiết bị, những cái phương tiện hiện đại có thể nắm bắt được, có thể chốt được những cái hình ảnh đó. Và một trong những cái phương tiện và những cái thiết bị hơn tất cả những cái phương tiện thiết bị hiện đại đó chính là cái tâm của con người, chính là tâm của chúng ta. Chúng ta biết rằng họ vẫn đang hiện diện, họ đang cần sự giúp đỡ của chúng ta, họ đang cần sự ủng hộ của chúng ta để giúp cho họ, để họ có thể siêu thoát được. Cũng giống như chúng ta khi gặp hoạn nạn, chúng ta có thể bị lạc đường lạc lối, chúng ta có thể bị bơ vơ đói rét mà có người ra tay giúp đỡ. Thì đối với những linh hồn như này cũng vậy, và cái việc mà chúng ta làm lễ cầu siêu, và đó là từ xưa nay đạo Phật đã dạy chúng ta, đã hướng dẫn chúng ta làm những việc đó, không phải là những cái việc làm mà theo một số người quan niệm rằng thôi thì cái tâm nghĩ như vậy thì cứ làm thôi, chẳng biết có được hay không, thì những hình ảnh vừa rồi đã chứng minh cho việc có được hay không. Thế là cái sự hiện hữu của các liệt sĩ và cõi âm tồn tại như thế nào thì hôm nay trong thời gian cũng rất là nên tôi xin mời các nhân chứng mà sáng hôm nay trong buổi sáng khi vào rừng thì đã được tiếp xúc với chính những người đồng đội của mình. Và lần trước nữa thì chúng tôi cùng với các bác các chú đã đi vào rừng để tìm kiếm các liệt sĩ. Nếu như không có sự hiện hữu của các linh hồn, nếu như các linh hồn không còn tồn tại như một số con người vẫn bị chết là hết, thì chắc rằng sẽ chẳng bao giờ chúng ta dám bạc cả một cánh rừng xanh như vậy. Chúng ta cũng chẳng dám đi đào bới một cách vô vơ để chúng ta tìm kiếm. Và nếu không có sự chỉ dẫn mách bảo của linh hồn thì hôm nay cũng không thể có một cái đại lễ tri ân tổ tiên và tri điệu cho hơn 1.000 liệt sĩ. Và cháu xin trân trọng mời bác Nguyễn Đình Cần là nhân chứng và một trong những người cựu tù Phú Quốc và cựu tù Côn Đảo, mời bác lên trên. Xin mời nhân chứng thứ hai là anh hùng lực lượng vũ trang Đoàn Thanh Phương. Xin mời nhân chứng thứ ba là chú Nguyễn Trọng Vư, là cựu tù Phú Quốc. Chú Phương hôm nay được đồng đội nhắc đến rất nhiều ạ, mà nhắc đến với cái tên gọi là Công ạ. Xin được mời bác Lâm Văn Bản, nhân chứng của tù Phú Quốc thì còn rất là nhiều, nhưng đây là những các bác các chú, những người từ những ngày đầu tiên đã cùng với Tuệ Đức cùng một nỗi niềm trăn trở đi tìm lại đồng đội của mình. Và người bác Nguyễn Đình Cần đứng người đứng ở giữa vô các cà phê chúng ta nhìn thấy đấy, gần 80 tuổi rồi mà vẫn rất muốn đi làm cái việc đó là tìm lại những người đồng đội của mình đã hy sinh và đang nằm ở những nơi rừng xa núi đỏ. Và sau đây thì Tuệ Đức xin chia sẻ với tất cả các quý vị câu chuyện về việc đi tìm các liệt sĩ ở Phú Quốc cũng như một vài câu chuyện đi tìm các anh hùng liệt sĩ. Ai đã biết rằng là đã có hơn 1.000 liệt sĩ đã được đưa về nằm ở tại nhà Hoàng Hải Hốt, và ai cũng biết rằng chúng ta đang làm đại lễ cầu siêu cho hơn 1.000 liệt sĩ đó, nhưng câu chuyện của quá trình đi tìm các liệt sĩ như thế nào thì chắc rất ít người trong số chúng ta biết. Và cũng vào ngày này của 2 tháng trước, tức là vào ngày 19 và ngày 20 tháng 10 thì tôi đã ra đảo Phú Quốc cũng làm lễ cầu siêu cho các liệt sĩ. Đợt đó là có hơn 100 liệt sĩ đã được đội quy tập của K92 quy tập đem về và làm lễ truy điệu an táng ở tại nghĩa trang liệt sĩ. Thì trong ngày hôm 19 thì trong khi ở trong ngày các quý thầy làm lễ thì tôi cùng với các cựu tù Phú Quốc và đồng chí Nguyễn Ngọc Phát, bí thư đồng chí Ngọc Phát là chính ủy của Hải quân Vùng Nam, các anh em chiến sĩ của Hải quân Vùng Nam cùng với đội quy tập K92 đã đi vào trong rừng để tìm lại nơi mà các chiến sĩ tù đầy của Phú Quốc đã bị chôn vùi ở trong những lớp